Lan là yêu mà khiến đối phương tự ti về bản thân, đi phẫu thuật thì đất phải là tình yêu. Là bạn, sao? Bạn đó nói em là khiến ai anh tự ti? Bạn đó, ý bạn đó nói là em khiến anh phải tự ti và phải đi phẫu thuật thẩm mỹ thì có nghĩa là em không yêu anh. Trời đất ơi, tôi yêu ổng từ cái lúc mà ổng xấu xí rồi. Trời, nói nếu tôi không yêu thì là tôi không yêu rồi. Trời đất ơi, ví dụ nè ha, chú Quang nè ha, ổng phẫu thuật lên, ổng cũng tốt cho mọi thứ trong cuộc sống của ổng, chứ không phải là ổng phẫu thuật lên chỉ để ngân yêu ổng đâu nha. Có show nhiều hơn, đi diễn nhiều hơn, người ta thích chụp hình với mình nhiều hơn, xong rồi mình dạy khóa học người ta cũng dòm cái mặt mình hoài, cũng dễ chịu. Mình đi ký đất đai, mình giao dịch, nhìn cái mặt mình cũng thiện cảm nói hơn. Nói chung là nó tốt cho mọi thứ. Hôm nay Ngân với chú An sẽ làm một clip bà Tám về cái vụ mà bữa giờ đang rất là hot và xôn xao trên mạng xã hội luôn. Không nghĩ là nó hot vậy, tại vì là Ngân với lại chú An chỉ nói ra suy nghĩ của hai đứa thôi, chỉ chia sẻ cái suy nghĩ của hai đứa thôi về cái việc đó là nếu mà sau này Ngân với chú An có lỡ cưới nhau và có lỡ sinh con thì Ngân với chú An muốn là sinh ra một đứa bé là nó có giống của người Tây nha mọi người. Đó, mọi người có biết cái ngân hàng tinh trùng để làm gì không? Đúng không? Ngân hàng tinh trùng đúng không? Gọi là ngân hàng tinh trùng đúng không? Và các bạn biết không, cái báo đó vừa lên, trời ơi, mọi người vô chửi Quang và Ngân quá trời, rồi gửi hình bậy bạ cho Ngân, nói xin giống của anh nè. Trời đất ơi, nhìn mà thấy ghê, thấy mắc mửa, thấy tởm luôn á mọi người ơi. Mà để bây giờ Ngân nói cho đúng luôn nha, nếu mà có thì Ngân sẽ đi mua đàng hoàng, chứ Ngân không có xin đâu nha mọi người nha. Sẽ đi mua của diễn viên, người mẫu, ca sĩ, vận động viên thể thao, giống như là cầu thủ bóng đá, nói chung là những cái người mà người ta nổi tiếng nhất thế giới luôn á. Cho nên là trong video này sẽ chia ra làm 3 mục. Mục đầu tiên là đọc những cái comment của các bạn để chúng ta xem coi những comment nó sẽ như thế nào, nó thú vị như thế nào, đọc cả những cái comment chửi luôn. Đây. Cái mục thứ hai sẽ là phân tích cho các bạn biết là tại sao lại có cái ngân hàng tinh trùng, và lý do thứ ba, dĩ nhiên, lý do tại sao Quang và Ngân lại muốn có một đứa con, có một cái ngoại hình, có một cái giống nòi và có một cái sức khỏe cơ bắp này kia nọ, rất là nhiều thứ. Để có đưa ra một cái quyết định là sinh giống.